Vâng, xin giới thiệu với tất cả các quý anh chị, các cô chú bác những dòng sản phẩm vân gỗ tự nhiên trên chất liệu gỗ hương đá, trên các dòng sản phẩm đồng hồ cây hay tủ rượu vân đẹp. Nếu mọi người muốn mua các dòng sản phẩm vân đẹp thì có thể liên hệ trực tiếp qua xưởng em để em chọn cho anh chị những sản phẩm đẹp nhất và vân nổi nhất anh chị nhé. Đây anh chị nhìn thấy đường nét hoa tiết hoa văn vân này, quá đẹp luôn đúng không ạ? Có những sản phẩm vân nó đậm và có những sản phẩm nó vân nó nhạt, nên là anh chị muốn sản phẩm vân đậm hay vân nhạt thì bảo em chọn cho. Cây này là cây tứ trụ 2m3, hàng siêu dày với cột 7cm, phách hồi dày 2,5 phân. Đây, hàng siêu dày và vân rất tuyển chọn luôn. Cây này rất đẹp vân này, vân cả vòm cả hồi đều được làm vân rất đậm luôn. Đây, anh chị nhìn thấy vân rất là chỉ lỏ lổi anh chị nhé. Rất đẹp luôn, quay ở trong khu vực tối như thế này mà anh chị nhìn thấy đẹp như thế thì anh chị nhìn thực tế thì vô cùng là tuyệt vời. Đây, bách vòm đây, bách vòm đây, anh chị nhìn từ dưới này, đấy, vân này, quá chỉ là tuyệt vời luôn. Anh chị nào yêu mến các dòng sản phẩm vân vết như thế này thì liên hệ trực tiếp em chọn cho. Anh em luôn luôn chọn cho anh chị được những cái sản phẩm đẹp nhất ở tại xưởng cho anh chị lựa chọn nhé. Đây, bách hạ hậu đây, anh chị nhìn vân này, quá tuyệt vời luôn, vân rất đẹp luôn. Nếu mà các anh chị không thích đậm thì anh chị thích nhạt như thế này thì em chọn cho anh chị nhạt. Đấy, cây nhạt đây, cây nhạt thì là cái vân nó không đậm bằng, nó không đen bằng. Tuy nhiên thì đường xoáy của nó rất chi là nhiều chị nhá, nó không phải là vân đậm, không phải là vân đen. Và các dòng sản phẩm vân nó tùy thuộc vào từng khúc gỗ một, anh chị chọn vân như thế nào. Đây, con này vân rất chi là đậm luôn, anh chị quay ra ánh sáng đây, quay ra ánh sáng cho anh chị nhìn này. Đây, vân quá chi là đẹp luôn đúng không? Đây anh chị nhìn vân này, quá đen luôn. Đấy, vân rất xoáy và lượn luôn. Đây chị nhìn cái khúc gỗ này, vân quá này là quá tuyệt vời. Đây, vân bên này luôn, bên này này, đẹp quá đẳng cấp anh chị nhá. Sản phẩm này là bên em là chất liệu gỗ hương đá, vân 100% là vân tự nhiên, em không thể nào mà vẽ được cái vân như này, và em cũng không sử dụng công nghệ vẽ vân trên tất cả các dòng sản phẩm đồng hồ hay tủ rượu đúng không? Đây, vân loạn xạ luôn, vân loạn xạ trên các dòng sản phẩm cây đồng hồ chim đại bàng anh chị nhá. Đây, đấy, vân rất đẹp luôn. Nếu mà anh chị muốn mua tủ rượu tủ góc thì cũng bảo em nhé. Đây, vân của các tủ rượu tủ góc đây, anh chị nhìn thấy vân này, xoáy tít toàn nò luôn. Đây, đường nét họa tiết hoa văn vân này, anh chị nhìn này, quay gần hơn chi tiết chậm hơn. Đấy, vân này rất nhiều luôn anh chị ạ. Anh chị nhìn thấy cảm tưởng vân nó đẹp không? Đây, quay gần cho anh chị xem. Đấy, vân rất nhiều luôn, chất liệu của hương đá của Lam Pi nhé. Đây, phần cánh này, cánh đây, quay cho anh chị xem phần cánh. Đây, đấy, vân rất chìa đẹp và đẳng cấp. Cánh em là ván cánh dày 2,5 anh chị nhé, ván cánh dày 2,5 phân. Cánh thường chợ trên thị trường là 1/4, 1/5. À xin lỗi anh chị, là 1/2 thôi. Ván cánh chợ trên hàng chợ trên trường là 1/2 và họ đục lông lông không nhìn thấy vân, không nhìn thấy họa tiết hoa văn đâu. Anh chị cứ bảo họ chụp cho xem, với hàng của bên em thì hoàn toàn khác biệt anh chị nhé. Hàng bên em là hàng chất lượng. Ngay cả phần phía bên này là cái phần hoa tá tây. Anh chị nhìn thấy cái hàng đục của bên em này. Đây. Đục một ngón tay để vào cũng gần hết luôn. Hàng chợ nó mỏng tang, nó như là nhìn thấy cái lỗ một tí phần đục lên thôi, chứ không thể nào nhìn thế này được. Anh chị bảo họ quay gần như này xem, hàng rất chìa chất lượng luôn. Đấy, các anh chị nào muốn mua hàng vân đẹp, vân VIP, vân tuyển thì liên hệ với em để em tư vấn cho gia đình nhà mình anh chị nhé. Chụp hình ảnh tại xưởng cận cảnh cho anh chị lựa chọn, ưng ý thì bên em mới chuyển hàng đi anh chị nhé. Ok, thì em xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại tất cả anh chị trong các video clip tiếp theo ạ.